Trở lại chương trình của The VLK News, và trên màn của chúng ta không đâu khác là bà Liz Cheney. Bà Liz Cheney là một nhân vật mà đối với tôi nó không còn một cái lòng tự trọng nào cả để giành lại cho cái đế chế của Bush và Cheney. Mà chúng ta rất buồn những khu vực như là cái thư viện tổng thống Reagan đã trân trọng bà này và mời bà này trong bài diễn văn. Lúc đấy cũng chẳng biết rằng cái tổng thống Reagan được lãnh đạo bởi cái nhóm Rhino thật sự. Bà Liz Cheney đang cảnh báo cái mối đe dọa của đảng Cộng Hòa. Quý vị không nghe lộn đâu. Bà nói rằng là cảnh báo mối đe dọa của đảng Cộng Hòa. Về mối đe dọa của đảng Cộng Hòa với hiến pháp, nếu đảng Cộng Hòa giành đa số vào 2024, có nghĩa rằng là đảng Cộng Hòa nắm cái thượng viện, hạ viện và phủ tổng thống. Có một Liz Cheney, người đã từng chỉ trích ông Trump và vẫn tiếp tục chỉ trích ông Trump, và bị mắc căn bệnh là Trump Syndrome, đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về những hậu quả tiềm tàng của đa số đảng Cộng Hòa trong Quốc hội trong cuộc bầu cử của 2024. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình cánh tả CBS Sunday Morning News, bà Cheney đã bày tỏ cái lo ngại hướng đi của đảng Cộng Hòa và nhấn mạnh sự căng thẳng với việc ủng hộ Trump và duy trì cái hiến pháp. Mày tóm lại là mày là bà không thích Trump, đảng Cộng Hòa mà abandon Trump đó. Hả? Cử tri mà của Cộng Hòa mà tẩy chay ông Trump là tụi mày vui lắm, để tụi mày tạo ra 100 cuộc chiến khác. Nhận xét của bà nhấn mạnh vào sự chia rẽ sâu sắc của nội bộ đảng Cộng Hòa và những lựa chọn quan trọng mà chính trị Mỹ đang phải đối mặt trong những năm tới. Trong cuộc phỏng vấn người dẫn chương trình John Dickerson, bà Cheney đã đề cập đến cái định nghĩa phát triển của chủ nghĩa bảo thủ trong bối cảnh chính trị ngày nay. Bà lập luận rằng cái chủ nghĩa bảo thủ thật sự bắt nguồn từ sự trung thành với hiến pháp thay vì trung thành với một nhân cách cụ thể, tức là ám chỉ với ông Trump nắm giữ cái đảng Cộng Hòa. Ông Trump có làm sai gì hiến pháp không? Có thật sự sai khi trung thành với ông Trump mà người ông Trump là trung thành với hiến pháp không? Phải ông Trump là người theo cái hiến pháp vĩ đại nhất không? Ông Trump đã mở rộng cái vấn đề tự do ngôn luận như thế nào? Có chính sách của ông Trump nào mà thật sự vi phạm cái hiến pháp không? Mà trong cái đó hiến pháp quy định rõ ràng là những người tranh cử được quyền challenge cái kết quả bầu cử. Ông Trump có đi sai hiến pháp không? Bà Cheney khẳng định chắc chắn rằng việc ủng hộ Donald Trump và bảo vệ hiến pháp là cơ bản không nhất quán. Theo quan điểm của bà, các nhà lập pháp đã tuyên thệ bảo vệ và duy trì hiến pháp, đồng thời không thể ủng hộ tham vọng tranh cử của ông Trump. Cuộc trò chuyện có một bước ngoặt đáng kể khi Dickerson hỏi Cheney về kịch bản tiềm năng, trong đó có đảng Cộng Hòa. Có thể là Mike Johnson trở thành chủ tịch Hạ viện của ngày 6 tháng 1 và ngày 6 tháng 1 của 2025. Câu trả lời của bà Cheney dứt khoát là ông ta không thể. Bà ta giải thích những chi tiết, những lo ngại của mình về cuộc bầu cử của 2024 và mô tả đây là một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Bà Cheney cảnh báo Hoa Kỳ phải tránh một tình huống cuộc bầu cử gây tranh cãi được quyết định bởi Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, cho thấy rằng một kết quả như vậy sẽ gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn cái quá trình của dân chủ. Ê! Nếu mà cử tri của đảng Cộng Hòa cảm thấy rằng họ nên giữ lại 2024 vì bà chống lại quy trình dân chủ à? Hay là bà đang chửi cái đám cử tri của đảng Cộng Hòa nó ngu bỏ mẹ không bầu cho bà? Khi được Dickerson hỏi liệu bà có thích đa số dân chủ hay là Cộng Hòa 2025 hay không, bà Cheney bày tỏ cam kết của mình đối với nguyên tắc và lý tưởng định hình của đảng Cộng Hòa trong truyền thống. Tuy nhiên bà khẳng định đảng Cộng Hòa hiện đại đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng là không ưu tiên cái hiến pháp. Bà phải dẫn chứng chứ. Cái nào không ưu tiên cái hiến pháp? Những thành viên của đảng Cộng Hòa thật sự có vi phạm hiến pháp? Người vi phạm hiến pháp là ông Biden mới đúng chứ. Ông Biden đã sử dụng cái tên tuổi tổng thống của mình để làm giàu cho gia đình của ông ta, sao mà không nói? Bài phát biểu của bà Liz Cheney nhấn mạnh cái cuộc chiến giành linh hồn của đảng Cộng Hòa đang diễn ra, lập trường của bà chống Trump và cam kết chắc chắn bà sẽ tiếp tục chống Trump. Cảnh báo của bà Cheney về hậu quả đa số của đảng Cộng hòa Quốc hội của 2025 đã phản ánh một cái vai trò tiếp tục chống Trump của bà. Thì nói chung lại là tụi bay vẫn tiếp tục chống Trump là mục đích của cái chính quyền Bush và Cheney.
là bởi vì Trump không tạo ra cuộc chiến tranh mới nào cả, trong khi đó cái đảng Cộng hòa và Dân chủ đã tạo ra nhiều cuộc chiến gần 8-9 ngàn tỷ đô la. Và đó là chương trình của The VLKT News. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tin tức của tiếp theo. Lại chương trình của The VLKT News, những bản tin chính trị và thời sự của Hoa Kỳ, những bản tin về kinh tế, chứng khoán và thương mại trong chương trình của The VLKT Business. Quảng cáo cho channel The VLKT Business. Quý vị nào thích những bản tin về kinh tế, chứng khoán và kinh doanh thì hãy vào đó. Trên màn ảnh chúng ta không đâu khác, đó là kẻ bệnh một căn bệnh rất là nan y. Và 80 mấy triệu của lá phiếu cử tri cũng tương tự là bệnh chống Trump một cách mù quáng. Bà Liz Cheney sẽ tranh cử 2024 để chống Trump. Bà đang khám phá một cuộc tranh cử tổng thống của 2024 bên thứ ba, để có thể để mắt đến liên minh lưỡng đảng. Liên minh lưỡng đảng là có thể là bỏ hợp tác với thành viên của đảng Dân chủ giống gì cả. Rất điếm, bà này rất điếm. Bà này thật sự là con quan của đảng Cộng hòa. Đúng là nuôi ong tay áo. Cựu dân biểu Liz Cheney đã thông báo rằng bà xem xét một cuộc tranh cử tổng thống của bên độc lập thứ ba cho cuộc bầu cử của 2024 sau khi thất bại nặng nề của bà tại ghế quốc hội Wyoming trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa 2022. Cheney, người sau đó đã đảm nhận chức giáo sư tại Đại học Virginia, tuyên bố quyết định của cô sẽ bị ảnh hưởng bởi cách cô có thể tác động vào cuộc đua có khả năng phá vỡ con đường tái tranh cử của Tổng thống Trump. Cái mục đích của ông mụ này ra tranh cử là để phá Trump. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình cánh tả là USA Today, bà Cheney nhấn mạnh tính cấp bách của môi trường chính trị hiện tại, cho thấy sự cần thiết các đảng độc lập, Cộng hòa và Dân chủ đi cùng nhau thành lập một liên minh mới. Bà không loại khả năng tranh cử bằng cái vé của bên thứ ba nếu nó phục vụ mục đích này, nhưng chỉ ra rằng một cái động thái như vậy sẽ có lợi cho Trump thì bà sẽ không theo đuổi nó. Không có lợi cho Trump đâu, sẽ đuổi nó đi. Lịch sử liên kết của đảng Dân chủ của bà Cheney đặt câu hỏi về tác động tiềm năng của bà trong cuộc bầu cử của 2024. Đáng chú ý là bà đã nhận được tài trợ từ những nhà tài trợ trước đây, chẳng hạn như bà ông Tổng thống Barack Obama, bà Clinton cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa 2022. Ngoài ra, bà còn chấp nhận một vị trí trong ủy ban ngày 6 tháng 1 do dân biểu Nancy Pelosi đưa ra. Cái giá trị tài sản ròng của bà Cheney cũng tăng lên đáng kể trong cái thời gian bà tài vị là chức vị dân biểu. Bà nói rằng là tôi chắc chắn hy vọng sẽ đóng một vai trò trong việc giúp bảo đảm cái đất nước có một đảng mới hoàn toàn bảo thủ. Theo cái bà này tôi nghĩ chắc mà bệnh nặng lắm luôn rồi quý vị, tôi thật lòng, những con người này không thể chữa được nữa rồi. Bà Cheney cũng tuyên bố thừa nhận những thách thức của cải cách đảng Cộng hòa hiện tại, và bày tỏ mong muốn được tham gia vì việc định hình tương lai của nền chính trị bảo thủ, mặc dù cái điều đó liên quan đến việc hồi sinh của đảng Cộng hòa hay không mà thành lập một đảng mới. Bà Cheney nêu lên cái lo ngại về chứng nhận trong cuộc bầu cử của 2024 và nói rằng chủ tịch Mike Johnson không thể được tin tưởng giao cái nhiệm vụ này, mặc dù bà không cung cấp bằng chứng cụ thể hỗ trợ cái tuyên bố của mình. Có nghĩa là phán ngang, tại vì chống Trump đến cái mức độ mà phải phán ngang là như vậy. Bà mô tả một tổng thống sẵn sàng coi thường cái phán quyết của tòa án và lân can dân chủ là một mối đe dọa hiện hữu. Cái hành trình chính trị của bà Liz Cheney được đánh dấu bằng sự căng thẳng trong nội bộ của đảng Cộng hòa. 2021, bà đã bị loại ra khỏi chủ tịch hội nghị hạ viện của đảng Cộng hòa thông qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, sau đó được thay thế bởi dân biểu Alice Stefanik, người ủng hộ trung thành với cựu tổng thống Trump và chính sách ưu tiên của nước Mỹ vĩ đại của ông. Các báo cáo cho thấy bà Cheney đã nỗ lực chỉ bao gồm các cuộc họp ngoài hồ sơ với thành viên của hội đồng quản trị Fox News như là Paul Ryan để cứu vãn vai trò lãnh đạo của mình. Bà Cheney có khả năng tham gia cuộc đua của 2024 với tư cách là một ứng cử viên của bên thứ ba, hứa hẹn sẽ tiếp tục chăm ngồi cho cuộc tranh luận thảo luận chính trị về hướng đi tương lai của đảng Cộng hòa trong tương lai. Kể cả luôn cả nước đang theo dõi chặt chẽ vẫn xem cái hỗ lực của bà có tác động đến cuộc bầu cử như thế nào hay không. Liệu có tầm nhìn bốn mắt của bà thật sự ra tranh cử có đánh bại được Trump hay không? Và đó là chương trình của The VLKT News. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.